Cuốn 22 Niệm Pháp. Đúng như Phật diễn nói, hành giả nên niệm Pháp, Pháp ấy khéo nói, được kết quả ngay trong hiện tại, không nhiệt não, không chờ thời, có thể đi đến thiện xứ, thông đạt không ngăn ngại. Khéo nói vì hai đế không trái nhau, đó là thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Người trí không thể phá hoại, người ngu không khởi tranh cãi. Pháp ấy cũng xa lìa hai bên là hoặc thọ năm dục lạc, hoặc thọ khổ hạnh. Lại xa lìa hai bên là hoặc thường hoặc đoạn, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc có hoặc không, không vướng vào hai bên như vậy, ấy gọi là khéo nói. Các ngoại đạo tự quý pháp mình, chê bai pháp người khác nên không thể khéo nói, để kết quả ngay trong hiện tại, xa lìa các nỗi khổ thế gian do ái làm nhân duyên phát sanh, và xa lìa các nghị luận đấu tranh do tà kiến làm nhân duyên phát sanh nên thân tâm được an lạc như Phật dạy. Người trì giới an vui, thân tâm không nhiệt não, ngũ yên thức cũng yên, tiếng tâm truyền nghe xa. Lại nữa, trong Phật pháp nói nhân duyên chuyển chuyển sanh quả, nghĩa là giữ giới thanh tịnh nên tâm không hối hận, tâm không hối hận nên sanh hoan hỷ, hoan hỷ nên thân tâm khoái lạc, thân tâm khoái lạc nên được nhiếp tâm, nhiếp tâm nên biết đúng như thật, biết đúng như thật nên được nhàm chán nên lìa dục nên được giải thoát, được quả báo giải thoát nên được niết bàn, ấy gọi là được kết quả ngay trong hiện tại. Theo pháp của ngoại đạo chỉ khổ hạnh suông, không được gì như A La Hán Diêm Phủ khi đắc đạo tự hỏi: ta xưa làm ngoại đạo suốt 55 năm, chỉ ăn phân bò khô, trần trường nằm trên gai, ta chịu cay đắng như vậy mà rốt cuộc không được gì. Chẳng như ngày nay thấy Phật nghe pháp, xuất gia 3 tháng mà việc cần làm đã làm xong, chứng được A La Hán. Do vậy nên biết theo Phật pháp được có kết quả ngay trong hiện tại. Hỏi: nếu theo Phật pháp được kết quả ngay trong hiện tại, cớ sao các đệ tử Phật có người không được gì? Đáp: hành giả có thể thử lớp tu hành đúng như lời Phật dạy, không ai không được quả báo, cũng như người bệnh theo lời dạy của lương y, theo pháp điều hòa chữa trị, không bệnh gì không lành. Nếu không theo lời Phật dạy, không thử lớp tu hành phá giới loạn tâm nên không được gì, chứ chẳng phải pháp không hay. Lại nữa, các người chưa đắc đạo, đời này tuy không được niết bàn, đời sau được thọ phước báo, lần lượt sẽ được niết bàn, chọn không hư dối như Phật từng dạy. Ai vì cầu niết bàn mà xuất gia thì hoặc chậm hoặc mau đều sẽ chứng được niết bàn, như vậy là có thể được kết quả ngay trong hiện tại. Không nhiệt não, nhiệt não có hai là thân não và tâm não. Thân não là bị trói buộc lao tù, tra khảo hình lục. Tâm não là do dâm dục, sân nhuế, sang tham tật đố mà ưu sầu sợ hãi. Trong Phật pháp đây, do chỉ giới thanh tịnh nên thân không bị các ưu não trói buộc lao tù hình lục, do tâm lìa năm dục trừ năm triền cái được thật đạo nên tâm không bị ưu não về dâm dục, sân nhuế, sang tham tật đố, tà nghi, không não nên không nóng bức. Lại nữa, do thiền định vô lậu phát sanh hỷ lạc khắp thân lãnh thọ nên nhiệt não được trừ. Ví như người quá bị nóng bức buồn bực được vào trong ao nước trong chảo lạnh mát không còn nhiệt não. Lại nữa, các phiền não hoặc thuộc kiến hoặc thuộc ái ấy gọi là nhiệt. Phật pháp không có thứ đó nên gọi là không nhiệt não, không chờ thời. Phật pháp không chờ thời mới tu hành, không chờ thời mới được kết quả. Còn pháp ngoại đạo, khi mặt trời chưa mọc thọ pháp, khi mặt trời mọc không thọ pháp, khi mặt trời mọc thọ, khi mặt trời chưa mọc không thọ, hoặc ngày thọ đêm không thọ, hoặc đêm thọ ngày không thọ. Trong Phật pháp không có việc thọ phải chờ thời, mà tùy khi nào tu tập tám chánh đạo liền được niết bàn, ví như lửa được củi liền cháy. Khi trí tuệ vô lậu phát sanh liền có thể đốt cháy các phiền não không chờ thời. Hỏi: như trong luật Phật dạy có thuốc phải thời, y phải thời, ăn phải thời, nếu người thiện căn chưa thuần thục chờ thời mới được, vì sao nói không có thời? Đáp: thời đây là theo pháp thế tục, vì muốn cho Phật pháp trụ lâu nên kết giới phải thời. Còn nếu vị tu đạo để được niết bàn và các pháp thiền định trí tuệ vi diệu thì không chờ thời. Pháp của các ngoại đạo đều chờ thời tiết, còn Phật pháp thì chỉ chờ nhân duyên đầy đủ. Nếu tuy chỉ giới thiền định mà trí tuệ chưa thành tựu cũng không thể thành đạo. Nếu chỉ giới thiền định trí tuệ đều thành tựu liền đắc quả, không còn chờ thời. Lại nữa, lâu lâu mới đắc quả mới gọi là thời, còn đắc quả tức thời thì không gọi là thời. Ví như người nhuộm giỏi, một lần bỏ đồ vào nhuộm liền thành. Người tâm thanh tịnh cũng như thế, nghe pháp liền thâm nhiễm,
được pháp nhãn thanh tịnh ấy gọi là không trở thời. Được đến thiện xứ, 37 đạo pháp vô lậu, hay đưa người đến niết bàn, ví như vào sông Hằng thì chắc chắn đến biển cả. Pháp của các ngoại đạo chẳng phải người nhất thiết chí nói, vì là pháp tà kiến đưa đến chỗ ác, hoặc đưa đến trên trời vẫn trở lại sa đọa chịu khổ, vì đều vô thường nên không gọi là thiện xứ. Hỏi: không có người đưa đi, làm sao được đưa đến niết bàn? Đáp: tuy không có người đưa đi, chỉ các pháp có thể đưa các pháp đi. Khi năm uẩn vô lậu thiện dứt rồi, vô dư niết bàn, thì chúng sanh được cưỡng gọi từ năm uẩn đưa đi vào niết bàn, cũng như gió thổi bụi bay đi, nước trôi cỏ, tuy không người đưa đi mà vẫn có thể có đi. Lại nữa, nhân duyên hòa hợp không có người làm, cũng không có người đưa đi, mà quả báo tùy thuộc nhân duyên không được tự tại ấy tức gọi là đi. Thông đạt không ngại được Phật pháp ấn, nên thông đạt không ngăn ngại, như được ấn của vua thời không bị nạn ngăn giữ. Hỏi: những gì là pháp? Như những gì là Phật pháp ấn? Đáp: Phật pháp ấn có ba. Một, hết thảy pháp hữu vi niệm niệm sanh diệt đều vô thường. Hai, hết thảy pháp vô ngã. Ba, tịch diệt niết bàn. Hành giả biết ba cõi đều là pháp hữu vi tạo tác sanh diệt, trước có nay không, nay có sau không, niệm niệm sanh diệt, tương tục tương tợ sanh ra, có thể thấy biết được như dòng nước ngọn đèn, luồng gió dài vì tương tợ tương tục nên người ta cho là một. Chúng sanh đối với pháp vô thường vì điên đảo chấp thường nên cho đi là thường trú, ấy gọi là hết thảy pháp hữu vi vô thường ấn. Hết thảy vô ngã là các pháp bên trong vô chủ, không người làm, không người biết, người thấy, người sanh, không người tạo tác, các pháp đều thuộc nhân duyên, được nhân duyên nên không tự tại, không tự tại nên không ta, vì tướng ta không thể có được. Như trong phẩm phá ngã nói rõ, ấy gọi là vô ngã ấn. Hỏi: cớ sao chỉ có pháp tạo tác là vô thường và hết thảy pháp là vô ngã? Đáp: pháp không tạo tác thì không nhân không duyên nên không sanh không diệt, không sanh không diệt nên không gọi là vô thường. Lại nữa, đối với pháp không tạo tác, không sanh tâm điên đảo chấp trước, do vậy không nói nó vô thường, chỉ có thể nói nó là vô ngã. Có người nói thần ngã là tướng biết, thường hằng biến khắp, do vậy nên nói hết thảy pháp vô ngã ấn. Tịch diệt tức là niết bàn, lửa ba độc, ba suy, già, bệnh, chết bị diệt tắt nên gọi là tịch diệt ấn. Hỏi: sao trong tịch diệt ấn chỉ có một pháp chứ không nói nhiều pháp? Đáp: trong ấn đầu nói về năm uẩn vô thường, trong ấn hai nói hết thảy pháp đều vô ngã, trong ấn thứ ba nói về quả của hai ấn trên ấy gọi là tịch diệt ấn. Nói hết thảy pháp tạo tác là vô thường, thảy phá ngã sở năm dục bên ngoài, nếu nói vô ngã thảy phá ngã pháp bên trong, ngã và ngã sở đều phá ấy gọi là tịch diệt niết bàn. Hành giả quán pháp tạo tác vô thường liền sanh tâm nhàm chán sự khổ ở đời. Đã biết chán khổ nhưng lại ưa đắm chủ thể quán, cho có một chủ thể quán vô thường nên lại có pháp vô ngã ấn thứ hai. Biết hết thảy vô ngã đối với năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, trong ngoài phân biệt, tìm kiếm chủ thể quán không thể có được. Vì không thể có được nên hết thảy pháp vô ngã. Biết được như vậy không khỏi nên hí luận, không nương tựa vào đâu, chỉ quy về tịch diệt, thế nên nói là tịch diệt niết bàn ấn. Hỏi: trong đại thừa nói các pháp không sanh không diệt, chỉ nhất tướng tức là vô tướng, sao trong đây nói hết thảy pháp hữu vi tạo tác vô thường gọi là pháp ấn, làm sao hai pháp ấy không trái nhau? Đáp: quán vô thường tức là nhân duyên để quán không, như quán sắc niệm niệm vô thường, tức biết sắc là không, sắc quá khứ đã diệt hoại không thể thấy nên không tướng sắc, sắc vị lai không sanh không tác không dụng, không thể thấy nên không tướng sắc, sắc hiện tại cũng không ngưng trụ, không thể thấy không thể phân biệt biết nên không tướng sắc. Không tưởng sắc tức là không, không tức là không sanh không diệt. Không sanh không diệt với sanh diệt nó thật là một, mà khi nói rộng, khi nói lược. Hỏi: sắc quá khứ vị lai là không thể thấy nên không tưởng sắc, còn sắc hiện tại khi trụ lại có thể thấy, sao nói không tưởng sắc? Đáp: sắc hiện tại cũng không có lúc trụ lại, như đã nói trong đoạn nói về bốn niệm xứ, nếu pháp lúc sau thấy có tướng hư hoại nên biết tướng hư hoại đó có từ khi mới sanh, vì theo đuổi vi tế nên không biết. Như người mang dép, nếu ngày đầu mới mang mà không cũ, thời về sau lẽ đáng mới mãi chứ không thể cũ, nếu không cũ thời lẽ đáng là thường, thường thì không tội không phước,
không tội không phước thì pháp đạo và tục rối loạn. Lại nữa, tướng sanh diệt thường đi theo pháp tạo tác, không có lúc nào trụ lại. Nếu có lúc trụ lại thì không sanh diệt. Do vậy, nên sắc hiện tại không có trụ lại, trong trụ cũng có sanh diệt, nên trong một niệm trụ cũng là pháp hữu vi, ấy gọi là thông đạt vô ngại. Như vậy nên niệm pháp. Lại nữa, pháp có hai thứ, một ba tạng, 12 bộ, 84.000 pháp tụ mà Phật diễn nói, hai nghĩa của pháp mà Phật nói, đó là trì giới, thiền định, trí tuệ, tám chánh đạo và quả giải thoát niết bàn. Hành giả trước nên tưởng niệm pháp giáo của Phật đã diễn nói, tiếp nên tưởng niệm pháp nghĩa. Niệm pháp giáo Phật đã diễn nói, lời Phật đều chân thật, mỹ diệu, có lợi ích lớn. Phật diễn nói cũng có sâu có cạn, quán thật tướng nên sâu, khéo nói nên cạn. Tuy nói lặp lại mà không có lỗi, vì mỗi mỗi đều có nghĩa. Phật diễn nói trụ ở bốn chỗ, có bốn thứ công đức trang nghiêm. Một chỗ tuệ, hai chỗ đế, ba chỗ xả, bốn chỗ diệt. Có bốn cách đáp nên không thể phá hoại. Một, đáp một cách quyết định. Hai, đáp có giải thích. Ba, đáp bằng cách hỏi lại. Bốn, đáp bằng cách bỏ qua. Phật diễn nói hoặc có khi cho phép mà ngăn, hoặc có khi ngăn mà cho phép, hoặc cho phép mà chẳng ngăn, hoặc ngăn mà chẳng cho phép. Bốn điều ấy thuận nhau không trái. Phật nói đều thật tướng các pháp nên không hỷ luận, nói có nghĩa có lý nên phá các thứ luận hữu luận vô. Phật diễn nói tùy thật đệ nhất nghĩa nên tùy nói pháp thế gian không, cũng không có lỗi, vì cùng với hai đế không trái nhau, vì tùy thuận lợi ích. Với người thanh tịnh thì nói lời mỹ diệu, với người không thanh tịnh thì nói lời gay gắt. Dù nói mỹ diệu hay nói lời gay gắt đều không có tội lỗi. Lời Phật nói đều tùy thuận thiện pháp, cũng không đắm trước thiện pháp. Tùy là oan gia, pháp cấu uế cũng không lấy làm tự cao. Tùy có các lời quả trách cũng không có tội quả trách. Tùy đủ lời tá thán pháp cũng không nương tựa cái gì. Trong lời Phật nói cũng không thêm không bớt, hoặc nói lược hoặc nói rộng. Lời Phật nói lúc đầu thiện, lâu dài cứu tìm về sau cũng thiện. Lời Phật nói tuy nhiều mà nghĩa vị không nhạt mỏng. Tuy nói các lời tạp ngữ mà nghĩa cũng không tạp loạn. Tuy dẫn dắt lòng người cũng không khiến người sanh tâm ưa đắm. Tuy huyền bày điều cao siêu kỳ dị cũng không làm cho người sợ hãi. Tuy có chỗ đạt đến biến khắp mà kẻ phàm phu tiểu nhân không thể biết. Lời Phật như vậy có các sự hy hữu, hay làm cho người dựng đứng lông tóc, toát mồ hôi, khí đầy, thân thể run sợ, cũng hay khiến chư thiên sanh tâm nhàm chán, dục lạc, âm thanh khắp mười phương, cõi đất chấn động sáu cách, cũng làm cho người xả bỏ sự đắm trước kiên cố, từ đời vô thỉ, kẻ không đắm trước kiên cố thì có thể được vui. Lời Phật dạy người tội ác nghe, vì tự có tội nên lo sợ bức não, người khéo nhất tâm tinh tấn nhập đạo nghe thì như uống vị cam lồ. Đoạn đầu cũng tốt, đoạn giữa cũng tốt, đoạn sau cũng tốt. Lại nữa, trong nhiều hội chúng mỗi mỗi đều muốn nghe Phật dùng một lời đáp, mỗi mỗi đều được hiểu. Mỗi mỗi tự nghĩ Phật nói riêng cho mình. Giữa đại chúng tuy có ở xa gần khác nhau mà nghe âm thanh không có thêm bớt, khắp cả 3.000 đại thiên thế giới cho đến 10 phương vô lượng thế giới. Người đáng được độ thì nghe được, người không đáng được độ thì không nghe được. Vì như sấm sét dậy đất mà người điếc thì không nghe, còn người nghe thì được ngộ. Như vậy là tưởng niệm các lời dạy của Phật, những gì là pháp nghĩa, tín giới, xả, nghe, định, tuệ là các thiện pháp về đạo và ba pháp ấn như trong đoạn thông đạt vô ngại nói, hết thảy pháp hữu vi, vô thường, hết thảy pháp vô ngã, tịch diệt, niết bàn, ấy gọi là nghĩa của Phật pháp. Ba pháp ấn ấy hết thảy luận nghị sư không thể phá hoại, tuy có nói nhiều điều cũng không thể làm biến chuyển các pháp tánh, như tiếng lạnh không thể chuyển làm tướng nóng, các pháp tánh không thể phá hoại. Giả sử người ta có thể làm thương tổn hư không mà các pháp ấn này đúng như pháp không thể phá hoại. Thánh nhân biết ba thứ pháp tướng ấy để khỏi hết thảy chỗ đấu tranh nương tựa theo tà kiến. Thí như người có mắt thấy các người mù cãi nhau về màu sắc, chỉ thương mà cười chứ không cùng tranh cãi. Hỏi, Phật dạy trong pháp thanh văn có bốn sự thật, trong pháp đại thừa có một sự thật, vì sao nên nói ba sự thật? Đáp, Phật dạy ba thật pháp ấn, nếu nói rộng thời có bốn, nói lược thời là một, nói vô thường tức là khổ đế, tập đế, đạo đế, nói vô ngã thời là trùng hết thảy pháp, nói tịch diệt niết bàn tức là diệt đế. Lại nữa, pháp hữu vi vô thường vì niệm niệm sanh diệt đều thuộc nhân duyên không tự tại,
không tự tại nên vô ngã, vì vô thường vô ngã nên là vô tướng, nên tâm không đắm trước, vô tướng không đắm trước, nên tức là tịch diệt niết bàn. Do vậy nên trong pháp đại thừa, tuy nói hết thảy pháp không sanh không diệt, nhất tướng ấy là vô tướng, vô tướng tức là tịch diệt niết bàn. Niệm pháp tam muội ấy, duyên trí duyên tận, tức duyên trạch diệt vô vi niết bàn. Và công đức các vị Bồ Tát biết chi Phật. Hỏi: cớ sao niệm Phật chỉ duyên đến các công đức vô lậu trong thân Phật, niệm tăng tam muội chỉ duyên đến các pháp lậu và vô lậu trong thân các đệ tử Phật, còn các pháp thiện vô lậu khác đều là sở duyên của niệm Phật tam muội? Đáp: đó là Ca Chiên Diên Ni Tử nói như vậy. Còn người đại thừa thì nói: ba đời mười phương Phật và chư Phật từ sơ phát tâm cho đến pháp cùng tận, ở khoảng trung gian ấy làm công đức thần lực gì đều là sở duyên của niệm Phật tam muội, như pháp giáo và pháp nghĩa của Phật dạy, từ một câu kệ cho đến 48.000 pháp tụ tín giới xả nghe định tuệ, các thiện pháp cho đến vô dư niết bàn đều là sở duyên của niệm pháp tam muội. Các Bồ Tát biết chi Phật? Và chúng thanh văn chư Phật, hết thảy thánh chúng và các công đức đều là sở duyên của niệm tăng tam muội. Niệm tăng, chúng đệ tử của Phật đầy đủ giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, có 4 đôi 8 bậc, xứng đáng thọ sự cúng dường kính lễ của trời người, là dụng phước vô thượng của thế gian. Hành giả nên niệm đến tăng như lời Phật tán thán, hoặc thanh văn tăng, hoặc bích chi Phật tăng, hoặc công đức Bồ Tát tăng, các thánh tăng ấy đầy đủ 5 uẩn như trên đã nói. Hỏi: đoạn trước lấy 5 uẩn tán thán Phật, sao lại còn lấy 5 uẩn tán thán tăng? Đáp: tùy chỗ các đệ tử được 5 uẩn mà tán thán là đầy đủ. Đầy đủ có 2: 1 thật đầy đủ, 2 đầy đủ trên danh nghĩa. Như đối đệ tử được hết những điều đáng được mà tán thán, ấy là đầy đủ trên danh. Còn tán thán những điều Phật thành tựu, ấy là đầy đủ thật. Lại nữa, vì muốn đề khác với chúng xuất gia tại gia của ngoại đạo nên tán thán như vậy. Chúng tại gia ngoại đạo thì tán thán họ giàu sang hào quý thế lực, còn chúng xuất gia thì tán thán họ tà kiến khổ hạnh, nhiễm đắm trí tuệ, chấp luận cạnh tranh. Niệm trong tăng chúng hoặc có người chỉ giới thiền định trí tuệ ít không đủ kể. Do đó nên Phật tự tán thán chúng đệ tử có hết thảy công đức căn bản trú xứ giới uẩn đầy đủ, cho đến giải thoát tri kiến uẩn đầy đủ, trụ trong giới uẩn ấy không khuỳnh động, dương cung thiền định, phóng mũi tên trí tuệ, phá giặc phiền não, được giải thoát. Trong giải thoát ấy phát sanh thấy biết, ví như người mạnh trước tiên chân đứng vững, rồi dương cung phóng tên phá kẻ oán địch, được ra khỏi hai sợ, là khỏi tội với vua và khỏi bị nạn giữa trận. Thấy biết rõ chắc giặc đã bị phá diệt, tâm sanh hoan hỷ, do vậy nên nêu 5 uẩn để tán thán. Xứng đáng cúng dường, công đức 5 uẩn đầy đủ cũng giống như người giàu sang, hào thế được người tôn kính. Chúng đệ tử của Phật cũng như vậy, có tịnh giới, thiền định, trí tuệ, giàu sang, giải thoát, thế lực, giải thoát trí kiến, xứng đáng được cúng dường, tôn kính, chắp tay, lễ bái. Làm dụng phước vô thượng của thế gian, thí chủ có 2 hạng nghèo và giàu. Người nghèo thì lễ bái cúng kính đưa đón mà được quả báo. Người giàu cũng có thể cung kính lễ bái đưa đón, lại còn đem tài vật cúng dường mà được quả báo. Do vậy nên gọi là ruộng phước vô thượng của thế gian. Ví như ruộng tốt cày vừa thuần thục, đúng thời gieo giống tưới tầm đầy đủ thì thu hoạch chắc nhiều. Ruộng phước chúng tăng cũng như vậy, dùng châu trí tuệ cày nhổ gốc kiết sử, đem 4 vô lượng tâm sửa trị điều hòa thuần thục, các đàn phiền gieo hạt giống lúa tín thí và dưới bằng nước tâm thanh tịnh niệm thí cung kính, thì hoặc đời nay hoặc đời sau được vô lượng cái vui thế gian, lại được quả vị tam thừa. Như tỳ kheo Bạt Câu La vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi đem một quả Hà Lê Lạc cúng dường chúng tăng mà 91 kiếp được sanh lên cõi trời. Khi ở loài người thì thọ quả báo phước lạc, thường không bệnh tật. Đời này gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất gia dứt hết lậu hoặc thành A La Hán. Như Sa Môn Nhị Thập Ức trong thời Đức Phật Tỳ Bà Thi dựng một phòng xá lấy Phật lấp đất để cúng dường chúng tăng mà 91 kiếp được sanh cõi trời, và ở cõi người thọ quả báo phước vui, chân không dính đất. Lúc sanh ra dưới chân có lông dài 2 tấc mềm mại sạch đẹp, phụ thần thấy hoan hỉ cho 20 ức lượng vàng. Thấy Phật nghe pháp thành A La Hán, là bậc tinh tấn đệ nhất trong hàng đệ tử Phật.
Như vậy là bố thí ít mà được quả báo lớn, thế nên gọi là phước điển vô thượng của thế gian. Tăng có bốn đồi tám bậc, Phật sở dĩ nói phước điển vô thượng của thế gian là vì có tám bậc thánh nhân này nên gọi là ruộng phước vô thượng. Hỏi: như Phật bảo cư sĩ cấp cô độc, phước điển đáng cúng dường của thế gian có hai hạng là hoặc học nhân hoặc vô học nhân. Học nhân có 18, vô học nhân có 9. Này tại sao chỉ nói có tám bậc? Học nhân 18 là tùy tín hành, tùy pháp hành, tín giải thoát, kiến đắc, thân chứng gia gia, nhất trùng tử, hướng sơ quả, đắc sơ quả, hướng nhị quả, đắc nhị quả, hướng tam quả, đắc tam quả, trung ban, sanh ban, hành ban, bất hành ban, thượng lưu ban. Vô học nhân 9 là thối pháp A-la-hán, từ pháp A-la-hán, hối pháp A-la-hán, chú pháp A-la-hán, tiến A-la-hán, bất động A-la-hán, bất thối A-la-hán, huệ giải thoát A-la-hán, cầu giải thoát A-la-hán. Đáp: kia nói rộng nên có 18 và 9, để nói lược nên chỉ 8. 27 thánh nhân kia đều nhiếp vào trong 8 bậc này, hàng tín hành và pháp hành, thì hoặc nhiếp vào hướng tu đà hoàn, hoặc nhiếp vào hướng tu đà hàm, hoặc hướng an hàm. Hàng gia gia nhiếp vào hướng tu đà hàm, hàng nhất trùng nhiếp vào hướng an hàm, hàng ngũ an hàm nhiếp vào hướng an hán. Hàng tín hành và pháp hành khi nhập vào tư duy đạo, tu đạo thì gọi là tín giải thoát, kiến đắc tín giải thoát. Kiến đắc này nhiếp vào trong 15 học nhân, chính thứ phước điển thì nhiếp vào A-la-hán. Lại nữa, hành giả nên niệm tăng, tăng là người bạn chân thật, đưa ta đến niết bàn. Một giới một kiến như vậy nên hoan hỷ, nhất tâm cung kính, thuận theo không trái. Người bạn trước kia của ta có các thứ ác, vợ con nô tỳ nhân dân, là bạn đưa ta vào ba ác đạo. Nay được bạn thánh nhân đưa ta an ổn đến niết bàn. Phật như y vương, pháp như thuốc hay, tăng như người xem bệnh, ta nên chỉ giới thanh tịnh, tránh ức niệm. Như pháp dược của Phật dạy, ta hãy thuận theo. Tăng là nhân duyên bậc nhất, giúp ta dứt các kiết sử. Đây là người xem bệnh, do vậy nên niệm tăng. Lại nữa, tăng có vô lượng giới, thiền định trí tuệ đầy đủ, đức của tăng không thể trắc lường. Như một trưởng giả giàu sang tin niệm tăng, nói với vị tăng chấp sự rằng: tôi thứ lớp mời tăng đến nhà thọ thực, cứ mỗi ngày lần lượt mời cho đến sa di. Nhưng vị tăng chấp sự không cho sa di thọ thỉnh. Các sa di nói: vì cái gì không cho sa di? Đáp: vì đàn Việt không ưa thỉnh bởi niên thiếu. Bèn nói kệ: tóc râu bạc như tuyết, răng rụng da thịt nhăn, đi khom hình thể gầy, ưa mời người như vậy. Các sa di đều là bậc A-la-hán, như đánh đầu sư tử. Bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy nói kệ: người đàn Việt vô trí, thấy hình không chuộng đức, bỏ tướng niên thiếu này, chỉ chuộng già gầy đen. Tướng của bậc thượng tôn lớn tuổi như Phật dạy kệ, gọi là tướng trưởng lão, không hẳn vì tuổi tác, hình gầy tóc râu bạc, giả suông trong không đức, bỏ được quả tội phước, tinh tấn tu phạm hạnh, đã lìa hết thầy pháp, gọi là trưởng lão. Khi ấy các sa di lại suy nghĩ: chúng ta không nên ngồi xem vị đàn Việt này phẩm lượng tăng tốt xấu. Liền lại nói kệ rằng: đối với sự khen chê, tâm chúng ta tuy một, người ấy hủy Phật pháp, không thể không dân dạy, nên đến gấp nhà kia đem lời pháp dạy bảo. Chúng ta không độ được, thời là vật bỏ. Tức thời các sa di tự biến thân mình thành trưởng lão, râu tóc trắng như tuyết, mày đẹp phủ xuống mắt, da nhăn như làn sóng, lưng còn như cây cung, hai tay chống gậy đi thứ lớp đi thọ thỉnh, cả thân đều run rẩy, đi đứng không an ổn, giống như cây bạch dương theo gió mà rung chuyển. Đàn Việt thấy hạng đó hoan hỉ, rước vào ngồi. Ngồi xong trong chốc lát trở lại hình niên thiếu. Đàn Việt sợ hãi nói: tướng giả lão như vậy lại biến thành thân trẻ như uống thuốc hoàn đồng, việc ấy do sao vậy? Các sa di nói: người chớ sanh nghi sợ, chúng ta chẳng phải hàng phi nhân, người muốn bình lượng tăng, việc ấy rất đáng thương, chúng ta vì thương xót nên hóa hiện ra như vậy. Người nên biết cho kỹ, thánh chúng không thể lường, như nói như lấy vỏi con muỗi, còn có thể lường biển, hết thảy trời và người không thể lường được tăng. Tăng quý do công đức, còn không phân biệt được, mà ngư dùng tuổi tác cân lường các đại đức lớn nhỏ sanh nơi trí, không ở nơi già trẻ, có trí riêng tinh tấn.
tuy trẻ mà là già, biến nhất không trí tuệ, tuy già mà là trẻ. Này người, bình lượng tam thế là có lỗi lớn, không khác nào lấy một ngón tay muốn lượng biết biển cả. Bị người trí chê cười, ngươi không nghe Phật dạy bốn việc tuy nhỏ mà không thể khinh. Thái tử tuy nhỏ mà sẽ làm vua nên không thể khinh. Rắn con tuy nhỏ mà độc làm chết người cũng không thể khinh. Đống lửa tuy nhỏ có thể đốt cháy núi đồng lại không thể khinh. Sa di tuy nhỏ mà được thần thông bậc thánh rất không thể khinh. Lại có bốn hạng người như trái am la, xoài sống mà như chín, chín mà như sống, sống mà như sống, chín mà như chín. Đệ tử Phật cũng như vậy, có vị thành tựu công đức bậc thánh mà oai nghi ngôn ngữ không giống người lành. Có vị oai nghi ngôn ngữ giống người lành mà công đức bậc thánh không thành tựu. Có vị oai nghi ngôn ngữ không giống người lành mà công đức bậc thánh chưa thành tựu. Có vị oai nghi ngôn ngữ giống như người lành mà công đức bậc thánh thành tựu. Sao người không nhớ những lời ấy mà muốn cân lượng tăng? Người nếu muốn hủy tăng, thời chỉ là tự hủy, và người bị lỗi lớn, việc đã qua không thể kéo lại. Thiện tâm vừa sanh đến, có thể trừ bỏ nghi hối. Hãy nghe ta nói, thánh chúng không thể lường, có biết qua oai nghi, không thể đem dòng họ, cũng không do đa văn, cũng không do uy đức, lại không do tuổi tác, không do dáng nghiêm trang, lại không do biện thuyết. Thánh chúng nước biển cả, công đức rất thâm sâu. Phật lấy trong việc khen ngợi tăng, thí cho tùy ít, được quả nhiều, ngồi báu thứ ba tiếng nghe xa. Do vậy hãy nên cúng dường tăng, không nên phân biệt ai già trẻ, biết nhiều nghe ít, sáng hay tối. Nhưng người xem rừng không phân biệt Y Lan Chiêm Bạc và Tát La. Người muốn niệm tăng nên như vậy, không nên lấy ngu phân biệt thánh. Lúc mà Hà Ca Diếp xuất ra, nạp y giá trị 10 vạn vàng, muốn làm người hạ tiện xin ăn, lại cầu thô tệ mà chẳng được. Đối thánh chúng tăng cũng như vậy, tìm cầu phước điển tối hạ tiều, hay dạy người thí gấp 10 vạn, lại cầu chẳng bằng không thể được. Trong biển lớn tăng chúng, kết giới là bờ mé, nếu có người phá giới, chọn không ở tăng số. Ví như nước biển lớn không dung chứa tử thi, đàn việc nghe việc ấy thấy rõ sức thần thông, sợ hãi dựng lông chắp tay thưa các sa di rằng: các bậc thánh, tôi này sám hối, tôi là kẻ phàm phu, tầm thường có tội hoài nghi, tôi có chút ngờ nên muốn xin hỏi mà nói kệ rằng: đại đức đã quá nghi, tôi nay được gặp gỡ, nếu lại không thưa hỏi, thời là ngu trong ngu. Các sa di nói: ngươi muốn hỏi thì hỏi, ta sẽ đáp như điều đã nghe. Đàn việt hỏi rằng: đối với Phật bảo có tín tâm thanh tịnh, đối với tăng bảo có tín tâm thanh tịnh, phước nào hơn? Đáp: chúng ta vốn không thấy tăng bảo, Phật bảo có hơn thua. Vì có một lần Phật khất thực ở tại thành Xá Bà Đề, có người Bà La Môn tên Bà La Đoà Thệ, Phật thường thường đến nhà ấy khất thực. Bà La Môn nghĩ rằng: sao Sa Môn lại đến hoài như ta nợ ông ấy? Khi ấy Phật nói kệ: thường thường mưa đúng thời, ngũ cốc thường thường thành, thường thường tu phước nghiệp, thường thường thọ quả báo. Vì thường thường thọ sanh nên thường thường thọ tử, chánh pháp thường thường thành, ai thường thường sanh tử. Bà La Môn nghe kệ ấy xong nghĩ rằng: Phật bậc đại thánh biết rõ tâm ta, hổ thẹn lấy bình bát của Phật đem vào nhà, được đầy thức ăn ngon mà dâng cho Phật. Phật không nhận mà nói rằng: ta vì nói kệ nên được thức ăn này, ta không ăn. Bà La Môn nói: vậy thức ăn nay nên cho ai? Phật dạy: ta không thấy trời hay người có thể tiêu hóa được thức ăn này. Ngươi hãy đem đi để chỗ đất ít cỏ hoặc trong nước không có trùng. Liền theo lời Phật dạy, đem thức ăn để vào trong nước không có trùng. Nước liền sôi lớn, có lửa bay ra như ném cục sắt nóng to. Bà La Môn thấy vậy sợ hãi nói: chưa từng có vậy cho đến đối với thức ăn mà có thần lực như vậy. Trở lại chỗ Phật, lễ dưới chân Phật sám hối xin xuất gia thọ giới. Phật dạy: thiện tai, thiện lai, tức thời râu tóc tự dụng bèn thành sa môn, dần dần dứt kiết sử, chứng được a la hán đạo. Lại có bà ma ha kiều đàm di đem y báu kim sắc thượng hạ cúng Phật. Phật biến chúng tăng có thể thọ dụng, mới nói: kiều đàm di đem y thượng hạ ấy cúng cho chúng tăng. Do vậy biết Phật bảo tăng bảo phước như nhau, không nhiều hay ít.
Đàn Việt hỏi, nếu bố thí cho Phật, tăng có thể thọ nhận và tiêu hóa được, cớ sao thức ăn của Bà La Môn, Bà La Đoà Thệ Phật không dạy khiến tăng ăn? Các sa di đáp, vì để hiện bày tăng có đại lực vậy, nếu không thấy thức ăn bỏ vào nước có đại thần lực, thời không do đâu biết tăng lực là lớn. Nếu vật thí cho Phật mà tăng được thọ dụng nên biết tăng lực là lớn. Thí như thầy thuốc muốn thử thuốc độc, trước đem cho gà ăn, gà liền bị chết. Vậy sau tự uống mới biết uy lực của thuốc là lớn, thế nên Đàn Việt nên biết. Nếu ai ái kính Phật cũng nên ái kính tăng, không nên có phân biệt, vì đồng là bảo vệ. Bấy giờ Đàn Việt nghe nói sự ấy vui vẻ nói, tôi từ ngày nay, nếu có ai nhập vào tăng số hoặc nhỏ hoặc lớn, tôi đều nhất tâm tín kính, không dám phân biệt. Các sa di nói, tâm người kính tín phước điển vô thượng, thời không bao lâu sẽ đắc đạo. Vì cớ sao? Người đa văn chỉ giới, trí tuệ và thiện định đều nhập vào tăng số như muôn sông bể biển, thí như các cỏ thuốc nương tựa nơi núi tuyết, cỏ cây trong giống lúa đều nương tựa nơi đất, hết thảy các người lành đều ở trong tăng số. Lại nữa, các người từng nghe Phật vì trường quỷ thần tướng quân mà tán thán bà thiện nam tử là Anê-lô-đà, Nan-đè, Ca-xí-di-la-trăm. Phật dạy nếu hết thảy trời và người trong thế gian nhất tâm niệm đến ba thiện nam tử, thời được vô lượng lợi ích lâu dài. Do việc như vậy, hãy tín kính tăng gấp bội. Ba người ấy không gọi là tăng, mà Phật dạy niệm đến ba người còn có quả báo như vậy, vốn dĩ nhất tâm thanh tịnh niệm đến tăng. Thế nên Đàn Việt nên dốc sức niệm tăng, tăng danh như kệ nói. Chúng các thánh nhân ấy là đội quân hùng mãnh, tôi diệt giặc ma vương là bạn đến niết bàn. Các sa di đủ cách vì Đàn Việt nói các thánh công đức của tăng. Đàn Việt nghe xong, cả nhà lớn nhỏ đều thấy lý tứ đế được tu đà hoàn đạo. Do nhân duyên như vậy, hãy nên nhất tâm niệm tăng, niệm giới. Giới có hai thứ là hữu lậu giới và vô lậu giới. Hữu lậu giới lại có hai là luật nghi giới và định cộng giới. Hành giả sơ học niệm đến ba thứ giới ấy, khi học ba thứ xong chỉ niệm đến vô lậu giới. Luật nghi giới ấy hay làm cho các điều ác không được tự tại, khô mục gãy mòn. Thiền định giới hay ngăn ngừa các phiền não. Vì cớ sao? Vì được nội lạc nên không cầu đến cái vui thế gian. Vô lậu giới hay nhổ gốc rễ các ác phiền não. Hỏi làm sao niệm giới? Đáp như nói trong đoạn niệm tăng, Phật như vị lương y, pháp như thuốc hay, tăng như người xem bệnh, giới như uống thuốc cấm kỵ. Hành giả tự nghĩ, nếu ta không tuân theo cấm kỵ thì tam bảo đối với ta không có ích gì. Lại như đạo sư chỉ bày con đường tốt, hành giả không theo vì đạo sư không có lỗi, do vậy ta nên niệm giới. Lại nữa, giới là chú xứ của hết thảy thiện pháp. Ví như cây cỏ trong giống lúa, nước đất mà sinh, chỉ giới thanh tịnh thì hay sinh trưởng các thiền định sâu xa và trí tuệ biết thật tướng, cũng là cửa ban đầu của người xuất gia, chỗ nương cậy của hết thảy người xuất gia, là nhân duyên ban đầu để đến niết bàn. Như nói do chỉ giới mà tâm không hối hận, cho đến được niết bàn giải thoát. Hành giả niệm giới thanh tịnh, giới không khuyết, giới không phá, giới không lùng, giới không tạp, giới tự tại, giới không nhiễm trước, giới được người trí khen ngợi, không có các tỳ vết kẽ hở, gọi là giới thanh tịnh. Thế nào là giới không khuyết? Trong giới của nhóm chúng xuất gia, trừ phạm bốn giới trọng, phạm các giới trọng khác, gọi là khuyết, phạm các tội khác, gọi là phá. Lại nữa, tội nơi thân gọi là khuyết, tội nơi miệng gọi là phá. Lại nữa, đại tội gọi là khuyết, tiểu tội gọi là phá. Thệ tâm hồi hướng niết bàn, không để cho các kết sử, ác giáng, giác quán xen vào, ấy gọi là không lục. Vì niết bàn, vì thế gian thọ giới, vì hướng vào cả hai nơi ấy, gọi là tạp. Theo giới không theo ngoại duyên, như người tự tại không bị hệ thuộc, chỉ tịnh giới ấy không bị ái cầu thúc ấy, là giới tự tại. Đối với giới không sanh các kiết sử, tham ái, kiêu mạn, biết thật tướng giới cũng không chấp thủ giới ấy. Nếu muốn chấp thủ giới ấy, ví như người ở ngục tù bị cùng xiềng câu thúc, tùy mong được tha mà lại bị khóa vào trói ngăn. Người bị ân ái trói buộc như ở lao ngục, tuy được xuất ra lại ưa đắm trước cấm giới như vướng khóa vào. Hành giả nên biết giới là nhân duyên vô lậu, mà không ưa đắm thời được giải thoát, không bị trói buộc, ấy gọi là không nhiễm trước giới.
giới được chư Phật Bồ Tát Bích Chi Phật và Thanh Văn khen ngợi. Nếu thực hành giới ấy, dùng giới ấy, ấy gọi là giới được người trí khen ngợi. Giới ngoại đạo là giới trâu, giới nai, giới chó, giới quỷ la sát, giới câm, giới điếc. Các giới như vậy, người trí không khen ngợi, luống chịu khổ, không có thiện báo. Lại nữa, được người trí khen ngợi là trong ba thứ giới, vô lậu giới là không bị phá, không bị hoại. Nương giới đó được trí tuệ thật, ấy là giới được bậc thánh khen ngợi. Vô lậu giới có ba, như Phật nói chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nghĩa của ba nghiệp ấy như ở đoạn 8 thánh đạo có nói rộng. Hỏi, nếu chỉ giới là nhân duyên của thiền định là nhân duyên của trí tuệ, tại sao trong 8 chánh đạo tuệ được nói trước, giới ở giữa, định ở sau? Đang phép tắc đi đường, trước phải dò mắt thấy đường rồi sau mới đi. Trong khi đi hãy siêng năng, khi đang siêng năng đi thường nhớ đến lời đạo sư dạy. Nhớ rồi nhất tâm thẳng đường đi tới, không theo đường quấy. Trái kiến cũng như vậy, trước lấy tránh trí tuệ, quán nằm thọ uẩn đều khổ, ấy gọi là khổ. Khổ từ các kiết sử ái và hợp sanh, ấy là tập. Kiết sử ái diệt sạch, ấy là niết bàn. Như vậy, quán 8 phần gọi là đạo, ấy gọi là chánh kiến. Hành giả trong lúc ấy, tâm định biết thế gian hư vọng đáng xả bỏ, niết bàn thật pháp đáng thủ chứng. Quyết định việc ấy, ấy gọi là chánh kiến. Biết thấy việc ấy mà tâm lực chưa lớn, chưa thể phát ra hành động, suy nghĩ, chủ lượng, phát động chánh kiến, khiến cho đắc lực, ấy gọi là chánh tư duy. Trí tuệ đã phát, muốn dùng lời nói ra, nên tiếp theo có giới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Trong lúc thật hành, tinh tấn không giải đãi, không để cho chú trong định sắc vô sắc, ấy gọi là chánh phương tiện. Dùng chánh kiến ấy quán bốn đế, thường nhớ không quên, nhớ hết thảy phiền não là giặc, phải nên bỏ. Còn chánh kiến là bản chân chánh của ta, phải nên theo, ấy gọi là chánh niệm. Đối với pháp tứ đế, nhiếp tâm không tán loạn, không cho hướng đến định vô sắc mà nhất tâm hướng đến niết bàn, ấy gọi là chánh định. Là ban đầu được thiện hữu lậu gọi là nghĩa, trong nhãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thứ lớp tăng tấn, sơ tâm, trung tâm, hậu tâm vào tâm vô lậu mau chóng, trong một tâm đầy đủ, không còn phân biệt thứ lớp trước sau. Ba giới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng hành theo năm phần là chánh kiến, chánh tư duy, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Chánh kiến thì lo việc phân biệt tốt xấu, lợi ích. Chánh tư duy thì lo việc phát động chánh kiến. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì giữ gìn các công đức trí tuệ, không để cho tán mất. Chánh phương tiện thì thúc dục khiến tiến mau không ngừng nghỉ. Chánh niệm thì nhớ bảy việc đáng làm kia, bảy chánh kia không quên. Chánh định thì làm cho tâm thanh tịnh, không nhơ không loạn, khiến bảy phần là chánh kiến, chánh tư duy được thành. Ví như ngọn đèn ở trong phòng không gió, thời chiếu sáng rõ ràng. Như vậy vô lậu giới ở trong 8 thánh đạo cũng được bậc trí khen. Hỏi, vô lậu giới đáng được bậc trí khen ngợi, còn hữu lậu giới khen thế nào? Đáng hữu lậu giới tương tự vô lậu, theo nhân duyên đồng hành với vô lậu, nên được bậc trí khen. Ví như trong đám giặc có người làm phản mà về với ta, kia tùy là giặc mà nay hướng đến ta, ta hãy nạp lấy thì có thể phá giặc, sao không niệm được? Các giặc phiền não ở trong thành ba cõi, các thiện căn hữu lậu giới hoặc noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, các với các pháp hữu lậu khác để hành giả thọ dụng, do vậy mà phá được các giặc kiết sử, được pháp tài vô lậu khổ pháp nhẫn, nên được bậc trí khen, ấy gọi là niệm giới. Niệm xả có hai thứ xả, một xả thí, hai xả các phiền não. Xả thí có hai, một tài thí, hai pháp thí. Ba thứ xả hòa hợp gọi là xả, tài thí là gốc rễ của hết thảy thiện pháp, nên hành giả suy nghĩ do bốn niệm trên nên được lành bệnh phiền não. Vậy nên do gì mà được bốn niệm ấy? Đó là do đời trước, đời này đối với tam bảo có phần bố thí. Vì cớ sao? Vì chúng sanh trong thế gian đều vô thỉ, đối với tam bảo không biết bố thí, phước bị rất sạch. Tam bảo có vô lượng pháp, cho nên thí cũng không cùng tận, chắc chắn đạt đến niết bàn. Lại nữa, chư Phật quá khứ khi mới phát tâm đều lấy việc bố thí ít nhiều làm nhân duyên. Như Phật dạy,
Bố thí là nhân duyên trợ đạo bước đầu. Lại nữa, mạng người vô thường, tài vật như điện chớp, nếu người không xin, còn nên đem cho, hướng xin mà không cho. Lấy việc đáng bố thí đó làm nhân duyên giúp đạo. Lại nữa, tài vật là nhân duyên sanh ra các phiền não, tội nghiệp, nếu tu các thiện pháp trì giới, thiền định trí tuệ là nhân duyên đắc niết bàn. Do vậy tài vật thường nên tự bỏ, hướng đối với hết ruộng phước tốt mà không bố thí. Ví như có hai anh em mỗi người gánh 10 cân vàng đi giữa đường không có bè bạn. Người anh thầm nghĩ sao không giết em mà lấy vàng, giữa đồng trống này không ai biết. Người em cũng thầm nghĩ muốn giết anh để lấy vàng. Anh em đều có ác tâm, cách nói năng nhìn ngó nhau đều đổi khác. Anh em liền tự tỉnh ngộ, trở lại sanh tâm hối hận. Chúng ta chẳng phải người, có khác gì cầm thú. Anh em độc cha mẹ sanh, sao lại vì một ít vàng mà sanh tâm ác. Người anh em cùng đi đến chỗ nước sâu. Người anh lấy vàng quăng xuống nước, người em nói lành thay, lành thay. Người em liền cũng quăng vàng xuống nước, người anh cũng nói lành thay, lành thay. Anh em hỏi nhau, vì sao nói lành thay, lành thay? Đáp, chúng ta vì vàng này mà sanh tâm bất thiện, muốn làm hại nhau, này bỏ nó được cho nên nói lành thay. Cả hai lời đều như vậy. Do đó nên biết tài vật là nhân duyên sanh ác tâm, hãy nên tự bỏ, hướng gì bố thí được phước lớn. Mà không bố thí, như kệ nói, thí là kho báu đi theo, cũng là bạn thân thiện, thì chung lợi ích nhau, không ai phá hoại được. Thí là lọng giày tốt, hay che mưa đói khát. Thí là thuyền bền chắc, hay qua biển nghèo cùng, lẫn là tướng hương suy, vì nó xanh lo sợ. Rửa nó bằng nước thí, trời là xanh phước lợi, lẫn tiếc không áo cơm, trọn đời không an lạc. Tuy rằng có tài vật, không khác kẻ nghèo khốn, nhà của người keo kiệt, khác gì, không khác gì mộ mà. Người cầu xin tránh xa, chọn không ai bước tới. Người săn tham như vậy, bị người trí vứt bỏ, mạng khí tuy chưa hết, mà không khác người chết. Người lẫn không phước tuệ, không hứa chắc bố thí, khi sắp rơi hầm chết, luyến tiếc sanh não hận, khóc lóc đi một mình, lửa yêu hối đốt thân. Người ưa thí an vui, chọn không bị khổ lấy. Người tu hạnh bố thí, tiếng tăm khắp mười phương, được người trí yêu kính, vào giữa chúng không sợ, mạng chung sanh lên trời, lâu chắc được niết bàn. Các cách mắng sàn tham khen bố thí như vậy, ấy gọi là niệm tài thí.